Điều hạnh phúc bình dị nhất của mình mỗi ngày đó là thấy các em an toàn trên con đường đến trường, tức là không có tai nạn giao thông. Bài giảng môn hóa học về chất ancol. Ancol còn được biết với cái tên là rượu. Cô Phạm Thị Nữ đã lồng ghép các tác hại do uống rượu, bia khi tham gia giao thông và nhiều bài học kiến thức về an toàn giao thông được đúc kết. Nồng độ cồn trong hơi thở của người đó là 0.5 mg trên 1 lít khí thở. Em so sánh với cái mẫu bên này thì em thấy người đó đã gây phỏng ở mức độ nào đây? Người đó bị phỏng từ 6 triệu đến 8 triệu đồng. Ngoài ra thì còn đó thì rộng của sông nó là người đó phải bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Học sinh tham gia xây dựng và thể hiện các tiểu phẩm về tác hại do uống rượu bia ngay tại lớp. Được thực hành các thí nghiệm mang tính chất vui nhộn, mang thông điệp về an toàn giao thông. Các tiết dạy của cô nữ vì thế trở nên sinh động và tạo hứng thú cho học sinh. Và môn hóa học đã không còn khô cứng như nhiều người thường nghĩ. Thì em cảm thấy những tiết học mà cô nữ dạy tụi em thì em cảm thấy là nó rất là thực tế và nó ứng dụng vào rất là nhiều vào đời sống. Như là tiết học vừa rồi là tiết học về ancol thì tụi em cũng đã có được những cái kiến thức về rượu hay còn gọi là ancol, là biết được những mặt tốt và mặt xấu để mà và đặc biệt là nồng độ cồn, thì để sau này tụi em đi ra ngoài vào đời sống và hay là cụ thể là tham gia giao thông thì tụi em sẽ biết được và tránh những cái trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm giao thông. Phần lớn học sinh của trường Trung học phổ thông Trần Kỳ Phong có nhà tại khu kinh tế Dung Quốc. Đây là địa bàn nóng về mất an toàn giao thông của tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi ngày các em phải đối diện với rất nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông. Điều này khiến cô nữ trăn trở. Mỗi ngày đến trường thì mình thường hay gặp những vụ tai nạn giao thông rất là thương tâm, đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh. Điều đó là mình trăn trở và suy nghĩ mình phải làm một việc gì đó để góp phần giảm thiểu cái tai nạn giao thông. Và việc mình làm đó là lồng ghép những kiến thức về an toàn giao thông vào trong môn hóa học. Mặc dù môn hóa học là một môn học rất là khô khan, tuy nhiên khi mình lồng ghép những kiến thức đó vào thì mình thấy học sinh học tập rất là hào hứng và nó cũng thay đổi hành vi khi tham gia giao thông, đặc biệt là cái việc ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Đầu năm học 2020-2021, cô nữ bắt đầu lồng ghép các quy định về an toàn giao thông vào tiết học để truyền đạt cho học sinh. Nhiều tình huống giao thông được cô phân tích, giúp học sinh am hiểu và nắm rõ những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông. Là giáo viên chủ nhiệm, vào đầu năm học mới, cô nữ đã triển khai cho phụ huynh, học sinh ký cam kết cùng với nhà trường giáo dục con em chấp hành luật giao thông đường bộ. Cô cũng thường xuyên tổ chức các tiết học ngoại khóa để trang bị các kinh nghiệm, kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh. Thì nếu mà khi mà bọn mình không ở nơi bị đắp quá mình sẽ dồn tốc độ của phương tiện truyền thông và đồng thời thì mình sẽ phát tín hiệu cho người đi đường của quan sát. Qua đó thì bọn có thể gửi lái thông điệp lái. Mình nghĩ rằng là mọi người nên chấp hành an toàn giao thông khi đi đường. Cô giáo rất là nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng với lại tất cả học sinh. Khi cô dạy thì là cô có lồng ghép vào một số tiết mục văn nghệ khiến cho em có thể dễ hiểu bài hơn. Lãnh đạo nhà trường cũng như là quý thầy cô giáo trong nhà trường đánh giá rất là cao về cái sự sáng tạo, cái sáng kiến của cô nữ đã đóng góp vào cái giáo dục chung của nhà trường. Khi mà nhà trường áp dụng vào và triển khai đến với học sinh và phụ huynh thì trong giai đoạn gần đây thì không có cái trường hợp mà học sinh mà vi phạm về luật giao thông. Ngày đêm nỗ lực và sáng tạo với mong muốn mang đến sự an toàn cho các em học sinh trên con đường đến trường. Sáng kiến lồng ghép các kiến thức an toàn giao thông vào môn hóa học của cô nữ đã đạt giải xuất sắc tại cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai dành cho giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm học 2020-2021. Cô cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập.